Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái cây ổi của mình. Cây ổi này là cây ổi siêu trái, các bạn thường thấy là trong cái chậu xanh này nè các bạn. Và mình cắt tỉa hôm nay nó ra trái tiếp nha các bạn. Hiện tại trên cây bây giờ khoảng 40 trái hơn. Thì nó còn nhỏ, mình quay sơ cho các bạn này. Khi bự bự các bạn sẽ thấy rõ hơn. Các bạn thấy nè, trái nè, trái đều hết. Mình phân tán cho nó đều cho nên trên cây chỗ nào cũng có trái hết. Chỗ nào cũng có trái hết các bạn. Đó. Trái khắp mọi nơi. Ổi này ổi lê ruột đỏ trái dài, cái giống này là siêu trái các bạn. Dễ có trái, nó đậu bông mà có trái là mình chỉ cần cắt đọt ở ra. Hiện tại trên cái ổi này có thể là 60 trái các bạn, nhiều lắm. Rất là nhiều trái, nhưng mà mình sẽ để là trái cái ổi này chắc khoảng 30 trái thôi. Nhiều quá thì trái nó sẽ nhỏ, chất lượng trái không có. Bạn thấy không? Mình sau khi thu hoạch mình chỉ cắt tỉa ra bông nó đậu trái nè. Ổi lê ruột đỏ này nếu các bạn nào mới trồng thì nên trồng, tại nó rất là dễ đậu trái so với ổi ruby. Ổi này chắc cũng 60-70 trái, múc qua ngoài luôn các bạn. Bạn thấy không? Đó. À, mình đứng trồng trong cái thùng xanh này nha các bạn. Thôi chào cả nhà, nắng quá. Chào cả nhà, hôm nay là ngày 9 tháng 5 2021. Mình quay lại cái ổi lê ruột đỏ trái dài cho các bạn xem. Trái bây giờ là hết điểm nổi các bạn, rất là nhiều trái. Khi mà các bạn trồng cây ổi mà nó to cỡ này thì các bạn yên tâm nha. Trái rất là nhiều các bạn, ăn không có hết đâu. Ủ khủ trái không có đếm hết được. Từ trái nhỏ xong rồi tới trái lớn. Đủ đủ thế hệ hết. Lớn nhỏ cỡ vừa vừa cũng có, mới ra cũng có. Đó. Chỉ cần trồng một cây này mà lớn cái này các bạn ăn thoải mái luôn các bạn. Nhiều trái lắm. Quá trời trái. Tới ngoài đây cây càng lớn thì trái càng nhiều. Các bạn. Mình có một tay cho nên nó chấm giờ vô trước. Tách được không? Và coi nè, giòn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Này ấy. Này nó mới hờm mà. Nó chưa chín, nhưng cái này thì ăn nó rất là giòn. Đó. Nhiều lắm các bạn, ra ngoài vườn đem theo chén mắm tôm là ok, ăn lúc nào cũng có. Nó đủ thế hệ, trái bự có nè. Trái nhỏ có là mới ra có. Các bạn cứ trồng một cây đi. Đó, thấy nét rồi. Cây mà bự cái này thì trái rất là nhiều. Đó, trái này các bạn. Bạn có thể ra ngoài đây mà ăn luôn tại chỗ cũng được. Có thể ăn ngon quá, có thể ăn giòn. Mình trồng thì mình ăn nó rất là sạch sẽ. Cây này nó được 2 năm mấy rồi, 2 năm hơn 2 năm trái vô tư luôn, mấy chục trái, lúc nào cũng có trái trên cây để ăn hết. Thôi chào cả nhà nha. Chào các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2021. Mình sẽ quay cho các bạn xem cây ổi của mình, ổi ruby nha các bạn. Đây, ổi ruby ruột đỏ nè các bạn. Ít hạt, rất là ngọt. Hiện tại bây giờ không có cái ổi nào mà ngon bằng ổi ruby hết trơn các bạn. Trái nó rất là ngọt. Thơm mà ngọt các bạn. Đây ổi ruby thì mình trồng nó cũng hơi khó hơn cái ổi lê ruột đỏ một chút. Nhưng mà nó có khi mà cái cây nó to lớn thì nó rất là nhiều trái các bạn ơi. Nó có đặc điểm của nó nữa là khi mà nó có bông á mình phải cắt đọt nha các bạn. Rồi bên cạnh đó là mình hạn chế bón phân, tưới nước trong thời gian nó có bông.
để nó dễ đậu trái hơn. Nhưng mà cây nhỏ thường nó hay bị rụng bông. Rụng bông là chỉ bình thường các bạn, rụng chỗ nào mình cắt chỗ đó. Các bạn thấy không, trái rất là nhiều, gãy luôn cây cả nhánh các bạn. Bên kia mình cũng nhảy hết, để hết tầm một đùm mấy trái nhưng mà nó còn sống cứ để. Trái rất là nhiều như các bạn. À, khi mà nó có bông các bạn nhớ cắt cái đọt và hạn chế tưới nước bón phân trong giai đoạn nó đậu trái. Ở ruby nó hay bị, nếu mà nó tốt quá nó cũng không đậu trái các bạn. Đây chỗ ruby của mình các bạn. Mình trồng ở này gần 2 năm rồi các bạn. Trái rất là nhiều, mình đợt lắm rồi. Thôi xin chào các bạn nha.